Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tản mạng với Bạch Cúc. Bạch Cúc thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Bạch Cúc trở lại với chương trình tản mạng qua đề tài màu da và sắc đẹp. Gần đây tại Mỹ đã có những vụ bạo động gây tự thương giữa cảnh sát và những người Mỹ da đen. Những vụ bạo động này đã xảy ra ở nhiều thành phố khác nhau, đã làm bùng lên những làn sóng chống đối của người Mỹ da màu. Những cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Phi Châu chống đối những cảnh sát da trắng là kỳ thị màu da khi bắn vào những người da màu. Gần đây, nhất là việc một thanh niên Mỹ da trắng vào một nhà thờ ở South Carolina bắn chết một mục sư và 8 người da đen khi họ đang dự một lớp học về kinh thánh. Đây không phải là một sự kiện mới mẻ trong lịch sử Mỹ. Từ cả trăm năm nay, căng thẳng vì màu da đã là một vấn đề nhức đầu cho xã hội. Nhưng nước Mỹ không phải là quốc gia duy nhất phải đối phó với vấn đề này. Nước Nhật, một nước nổi tiếng về thuần chủng, đã xôn xao về một cô gái Nhật lai da đen vừa được bầu làm Miss Universe Japan trong năm 2015. Nghĩa là cô sẽ đại diện nước Nhật để tranh giải Hoa hậu quốc tế. Một làn sóng chống đối đã nổi lên. Cô Ariana Miyamoto, 21 tuổi, là một trong số rất nhỏ con lai tại Nhật, được gọi bằng tiếng Nhật là Hafu, có nghĩa là một nửa. Cô là người Nhật lai da đen đầu tiên được chọn làm hoa hậu. Nhiều chống đối được gửi lên Internet, chỉ trích ban giám khảo đã chọn một người không có nét thuần túy Nhật để đại diện về sắc đẹp người Nhật. Ngay từ khi ra đời, cô Miyamoto đã gặp những khó khăn vì màu da. Ở trường, lúc còn nhỏ, cô bị bạn cùng lớp trêu chọc. Khi đã lớn, mỗi lần ăn ở nhà hàng, người ta đưa cô thực đơn bằng tiếng Anh và nhiều người khách đã khen cô là cầm đũa giỏi. Vì tưởng cô là người ngoại quốc, trong khi cô sinh ra tại Nhật, lớn lên tại Nhật và suy nghĩ như người Nhật. Miyamoto là kết quả của một mối tình ngắn ngủi giữa một cô gái Nhật và một thủy thủ Mỹ da đen khi anh ta đóng quân tại một đảo thuộc Nhật. Sau khi cô ta ra đời, người thủy thủ về Mỹ để lại mẹ con cô. Cô cho biết một trong những lý do thúc đẩy cô ra tranh giải Hoa hậu bởi vì một người bạn lai da trắng của cô đã phải tự tử khi bị trêu chọc là không biết tiếng Anh mà khuôn mặt lại mang nét của người da trắng. Cô muốn thay đổi quan niệm về chủng tộc của người Nhật. Khi cô Miyamoto 13 tuổi, một sự kiện đã ảnh hưởng lớn tới cô. Đó là khi người bố da đen đã liên lạc và đưa cô tới thành phố Jacksonville thuộc tiểu bang Arkansas, nơi mà cô đã sống tại đây 2 năm. Cô cho biết, khi nhìn thấy họ hàng cùng màu da, cùng nét mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy cô không còn khác thường như khi ở Nhật. Cô có thể tự nhận mình là người da đen một cách tự tin hơn. Tuy nhiên, trong 2 năm sống tại Mỹ, cô cũng gặp những khó khăn khác bởi vì cô không nói thông thạo tiếng Anh và những bạn trong lớp, cả bạn da đen, cả bạn da trắng đều đối xử với cô như với một người ngoại quốc. Cô không thể hội nhập với xã hội Mỹ và cô rất nhớ thức ăn Nhật mà cô đã quen thuộc từ nhỏ. Chính nước Nhật, nơi cô sinh ra và trưởng thành mới là quê hương chính của cô. Trở về Nhật, cô thành người mẫu và đoạt vương miện hoa hậu. Chính màu da của cô đã làm cô nổi bật giữa những thí sinh khác. Tài năng cộng thêm thân hình cân đối của một người mẫu đã giúp cô chiến thắng.
Sự kiện một cô gái Nhật lai da đen được chọn làm hoa hậu là dấu hiệu cho thấy quan niệm thuần chủng tộc của người Nhật đã bắt đầu thay đổi. Sự xung đột về màu da tự nhiên chỉ có trong xã hội loài người, nhưng trong thế giới loài vật cũng có kỳ thị màu da. Cách đây mấy tuần, Bạch Cúc đọc trên Internet AOL tin về một con nai mới sinh bị mẹ bỏ rơi sau khi ra đời. Chỉ vì có mặt màu trắng, mũi hồng và mắt xanh, khác hẳn với mẹ và những anh chị em có da màu nâu và mũi đen. Khi thấy được con mới sinh có màu da khác, nai mẹ đã bỏ lại không nuôi. Con nai nhỏ mặt trắng, mũi hồng, mắt xanh với những đốm trắng trên lưng trông thật dễ thương này may mắn được chủ một trang trại là bà Hillary Powell ở Cedar Springs, tiểu bang Michigan mang về nuôi và đặt tên là Dragon. Bà Powell cho biết loài nai đốm Whiteface Deer này là loài nai rất hiếm trong thiên nhiên. Tháng 6 năm nay, bà sẽ mở cửa trại cho mọi người vào xem con nai nhỏ bị mẹ kỳ thị bỏ rơi này. Kính thưa quý vị, chương trình Tạng Màng với Bạch Cúc đến đây xin tạm chấm dứt. Bạch Cúc thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phỏng vấn của Thanh Trúc với Hoa hậu Cung Hoàng Kim. Washington DC, tòa nhà Quốc hội Longworth ở thủ đô. Thanh Trúc đang đứng trước tiền đình của Quốc hội và vị khách mời đặc biệt hôm nay bước vào chương trình Chào Washington DC. Thưa quý vị, đó là cô Cung Hoàng Kim, một thiếu nữ Mỹ gốc Việt đã thắng National American Miss năm 2012 và đến năm 2014 và cho đến lúc này cô là đương kim Miss Nebraska USA. Thưa quý vị, khi mà nói là Miss của một tiểu bang nào mà có chữ USA thì người ta biết rằng người thiếu nữ đó phải hội đủ tất rất nhiều điều kiện, vừa sắc đẹp, vừa tài năng, vừa quá trình phục vụ cũng như làm việc ở trong cộng đồng, cũng như là phải có khả năng học vấn nữa quý vị. Thanh Trúc xin chào Cung Hoàng Kim. Mời Cung Hoàng Kim gửi lời chào đến mọi người. Dạ, xin chào cô Thanh Trúc. Cảm ơn cô Thanh Trúc mời Hoàng Kim tới buổi lễ này hôm nay. Và Hoàng Kim xin chào đài SBTN ở Washington DC và cảm ơn tune in tới cái show hôm nay. Yeah. Và thưa quý vị, mục đích của Cung Hoàng Kim đến đây là để mà tham dự vào dự phần vào cái cuộc tổng vận động về tự do tôn giáo và nhân quyền cũng như là những vấn đề khác của Việt Nam. Quý vị theo dõi cuộc mạn đàm giữa Thanh Trúc với Hoa hậu Cung Hoàng Kim. Kim, mình có thể bắt đầu từ cái thuở mà Hoàng Kim là một cô bé chẳng hạn. Có bao giờ mà Hoàng Kim, cái thời niên thiếu của mình, Hoàng Kim mơ là có ngày nào đó mình sẽ trở thành nổi tiếng, mình sẽ trở thành một Miss, một hoa hậu hay là như thế nào không? Dạ có chứ, mẹ của Hoàng Kim là có hai master degree. Mẹ của Hoàng Kim cũng dạy psychology, sociology và là tâm lý học cho người Mỹ ở cái college, ở đại học. Thì mẹ của Hoàng Kim cũng always muốn Hoàng Kim đi học. Và lúc nhỏ thì Hoàng Kim nhớ là always là straight A, make really good grade. Và cái mà cái đi thi hoa hậu cái đó là on top of cái đó extra. Mẹ của Hoàng Kim always make sure là Hoàng Kim học giỏi trước. Rồi còn bố thì như thế nào? Ba của Hoàng Kim là always cũng ủng hộ Hoàng Kim. Hoàng Kim nhớ lúc nhỏ, lúc 8, 9, 10 tuổi là ba của Hoàng Kim là người chở Hoàng Kim đi tập luyện cho skating. Tối khuya, sáng sớm ba của Hoàng Kim lái xe Hoàng Kim và để cho mẹ của Hoàng Kim được đi làm, được đi dạy học. Và ba của Hoàng Kim always, Hoàng Kim nhớ là giống như nếu Hoàng Kim khát nước thì ba có chai nước ready to go. Ba giúp Hoàng Kim tie cái cuộc skate. Và bây giờ recently lúc Hoàng Kim vừa mới thắng giải Miss Nebraska USA thì ba của Hoàng Kim move tới Nebraska để giúp Hoàng Kim, tại vì có nhiều việc quá. Lúc Hoàng Kim thắng giải thì không phải là chỉ phải giúp cộng đồng Mỹ mà cũng phải giúp cộng đồng Việt luôn. Hoàng Kim bay tới California, Atlanta, bao nhiêu chỗ, và ba của Hoàng Kim rất mang ơn move tới Nebraska để giúp Hoàng Kim với mấy điều đó. Hoàng Kim cho biết là
cái challenge, cái thử thách đó của một cô bé mà hồi nhỏ phải đi học là lúc nào cũng phải straight A thì bố mẹ mới vui lòng, rồi lại cố gắng để đạt được những cái điều mình muốn nữa. Ngoài cái việc học thì Hoàng Kim có tham gia những cái chuyện, những cái công tác xã hội đó, những cái social work ở trong trường, hay là có tham gia vào những cái đoàn thể, những cái tổ chức nào ở trong trường không, để mà mình có thêm, mình được mình có thêm credit của mình đó. Trước ba mẹ của Hoàng Kim không phải là chỉ straight A chỉ được thôi, ba mẹ của Hoàng Kim là chỉ muốn make sure nếu Hoàng Kim work hard thì cái grade nào Hoàng Kim make it, là cái đó là that's what matter, không phải là just straight, nếu không có làm straight A thì ba mẹ buồn, không phải. Ba mẹ của Hoàng Kim là nếu Hoàng Kim apply work hard thì whatever grade Hoàng Kim được ba mẹ mới vui, cái kiểu đó khác. Từ lúc nhỏ thì Hoàng Kim cũng có nhiều extracurricular activity. Hoàng Kim có tập skating, cái đó là take up nhiều time. Hoàng Kim nhớ một lần thì ba của Hoàng Kim dậy sớm để chở Hoàng Kim đi skate trước khi Hoàng Kim đi học. Thì cái đó là 4 giờ tới 7 giờ, rồi Hoàng Kim đi học 8 giờ tới 3 giờ, rồi sau đó mẹ đón Hoàng Kim từ trường rồi chở Hoàng Kim tới skating rink. Rồi từ 5 giờ tới 8 giờ Hoàng Kim tập thêm. So cái đó figure skating, cái đó là take up nhiều cái thời giờ của Hoàng Kim lúc Hoàng Kim nhỏ. Ba mẹ có bắt buộc hay là có khuyến khích Hoàng Kim nói tiếng Việt không, mà bây giờ đó là phải nói là cái vốn liếng tiếng Việt của Hoàng Kim cũng rất là giỏi. Dạ có chứ, mẹ của Hoàng Kim, Hoàng Kim nhớ lúc lớn lên là mẹ của Hoàng Kim có một cái rule, and mẹ Hoàng Kim nói nếu vô nhà, nếu có người Việt khác, anh chị ba hay là chú cô gì mà biết nói tiếng Việt là Hoàng Kim phải nói tiếng Việt. Hoàng Kim nhớ bao nhiêu lần Hoàng Kim cũng sơ suất quên, có thể nói ba vài lời tiếng Mỹ, là always nghe mẹ nói tiếng Việt, và hồi đó thì Hoàng Kim cũng buồn, cũng hơi bực. Mà bây giờ Hoàng Kim 24 tuổi thấy là cái đó là cái gì mà rất rất chú ý, tại vì rất quan trọng. Tại vì nếu mẹ của Hoàng Kim không có bắt buộc, nếu mẹ của Hoàng Kim không có ủng hộ Hoàng Kim nói tiếng Việt thì bây giờ Hoàng Kim không có thể nói chuyện với cô Thanh Trúc như vậy được. Hoàng Kim nè, bắt đầu từ cái năm nào ha? Bắt đầu từ năm nào, có phải là đang học ở trung học hay là đã ra khỏi trung học rồi thì Hoàng Kim bắt đầu đi thi và Hoàng Kim đã thắng cái giải gọi là National American Miss. Chào tạm biệt quý vị, và cũng xin chắc quý vị cũng muốn là Thanh Trúc thay mặt quý vị để mà cầu chúc cho cung Hoàng Kim được mọi sự may mắn và keep up the good works và đạt được cái điều mà Hoàng Kim mong muốn nữa cho cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn cô Thanh Trúc rất nhiều, và Hoàng Kim cảm ơn khán giả coi đài SBTN hôm nay, và cảm ơn các cộng đồng Việt Nam ở khắp hải ngoại ủng hộ Hoàng Kim. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tin đấu sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.